皆さん、こんにちは。私はフンと申します。オズラ日本語学校で日本語教師として働いています。Xin chào các bạn, cô tên là Phương và hiện tại là cô đang dạy tiếng Nhật tại trung tâm Nhật ngữ Ozora. Và hôm nay rất là cô xin phép được gửi đến các bạn một cái chương trình học cấp độ N2 online. Và với cấp độ N2 online này sẽ dành cho những bạn nào mà không có đủ thời gian để đến lớp thì chúng ta có thể tự học ở nhà. Nhưng mà các bạn cần chú ý một điều là vì khi chúng ta tự học ở nhà thì chúng ta cần phải có thêm một cái điểm đó là luôn giữ cho mình cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực và sự kiên trì. Vì khi tự cái tinh thần tự học rất là quan trọng. Nếu chúng ta không có sự kiên trì, chúng ta rất là dễ bị ngưng ở giữa chừng. Vậy quay lại với cái chương trình N2 Online này, thì trong cái cấp độ N2 Online này, cô đã xây dựng và tạo ra một cái những cái bài học chưa từ những nhiều nguồn từ những giáo trình nhiều khá trình khác nhau hoặc là những tài liệu khác nhau để tạo thành một cái chương trình N2 này. Thì đối với chương trình N2 này, cô sẽ bao gồm nhiều bài và mỗi bài như vậy chúng ta sẽ để cô tính lại coi là tổng cộng cái chương trình N2 này chúng ta có tổng cộng là 16 bài các bạn ha, 16 bài. Và mỗi bài như vậy á, thì chúng ta sẽ có một phần là có rất là nhiều phần, và mỗi phần như vậy thì bao gồm từng phần riêng biệt. Chúng ta mỗi phần sẽ bao gồm thứ nhất là phần video về từ vựng, sau đó chúng ta sẽ có tiếp theo là video về ngữ pháp, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ video về bài tập, và sugi đó là video về những cái bài luyện thi căn bản, từ căn bản cho đến nâng cao. Và tiếp theo nữa đó là những cái video về bài đọc nhỏ, và ngoài những bài đọc nhỏ này chúng ta sẽ có phần video về luyện nghe, và ngoài cái luyện nghe này tiếp nữa chúng ta còn một cái video cuối cùng nữa đó là video học Hán tự N2. Cho nên mỗi một phần chúng ta sẽ bao gồm rất là nhiều video. Thì những video này các bạn cố gắng học theo lần lượt, theo thứ tự, từ từ vựng, ngữ pháp, tới bài tập, rồi tới luyện thi, tới bài đọc, luyện nghe, thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Và bắt buộc cái đầu tiên, cái nói là đầu tiên là các bạn sẽ phải làm sao để hiểu được từ vựng, và phải làm sao thuộc được từ vựng đó, rồi khi chúng ta mới chuyển qua cái phần video ngữ pháp được các bạn nhé. Và để mà hoàn tất cho tới cuối cùng, có nghĩa là để hoàn tất được cái cấp độ N2 online này, thì cô hy vọng rằng những cái video của mình sẽ giúp cho các bạn có được nhiều cái kiến thức bổ ích, để khi sau khi các bạn học xong những cái đề tới những cái video cuối cùng của cấp độ N2 thì các bạn có thể mạnh dạn tự tin để mà có thể đăng ký đi thi kỳ thi JLPT N2 các bạn nhé. Và giả sử khi trong quá trình học các bạn nếu có cái vấn đề nào, có từ nào, có ngữ pháp này hoặc cái gì cần thắc mắc, các bạn có thể comment dưới video hoặc là inbox trực tiếp cho cô nhé. Và đặc biệt là vào mỗi tuần vào tối chủ nhật lúc 8 giờ và lúc 20 giờ tối các bạn ha, thì cô sẽ online trực tiếp. Nếu bạn nào muốn hỏi trực tiếp thì chúng ta có thể online, và cũng cô sẽ giải đáp tất cả những cái thắc mắc, những cái gì mà các bạn chưa rõ, và hy vọng rằng sẽ gặp lại các bạn ở những cái buổi online này nhé. Hey, Minasan, vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái video đầu tiên, bài số 1, từ vựng của phần 1. Hey, hajimemasho. Hey, Minasan. Hey, kyou wa dai ikka tango 1 ni hairimasho. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bước vô bài số 1 các bạn ha. Cấp độ N2 online, bài số 1 và phần từ vựng 1 các bạn ha. Đấy, để chúng ta vô chữ đầu tiên. Chúng ta sẽ vô cái số này. Nusumu. Nusumu. Nusumu đây là chữ đạo các bạn ha, có nghĩa là ăn trộm. Thì ở sơ cấp á, thì chúng ta đã học cái thời đó chúng ta có học một cái từ đó là toru. Toru có nghĩa là lấy.
hợp hoặc là ba nghĩa là lấy trộm. Và toru thì nó có rất là nhiều nghĩa khi mà tùy thuộc vào với cái danh từ đó, ví dụ sashin o toru, rồi kuruma o toru hay là mang cái nghĩa ăn trộm, hay là yasumi o toru có nghĩa là xin nghỉ phép. Thì tùy theo cái danh từ đi với nó mà nó sẽ mang một cái nghĩa khác nhau. Vậy thì hôm nay chúng ta cũng học một cái từ, một cái nghĩa của toru, đó là cái nghĩa ăn trộm, nusumu. Đây là cái nghĩa mỗi lần nói tới ăn trộm là chúng ta có thể dùng chữ nusumu này thay cho chữ toru. Chúng ta vô câu ví dụ các bạn ha. Hey, genki no nusumareta. Genki no nusumareta có nghĩa là đã bị trộm mất cái tiền mặt rồi. Genki có nghĩa là tiền mặt các bạn ha. Đây, ichidai no kuruma ga nusumareta. Ichidai no kuruma ga nusumareta có nghĩa là một chiếc xe hơi đã bị trộm mất rồi, đã bị lấy mất rồi. Cho nên chúng ta đổi nusumu có thể bị động chính là nusumareru. Kare wa nusumi no tsumi o okashiteru. Kare wa nusumi no tsumi o okashiteru có nghĩa là anh ta thì đang phạm cái tội là cái tội ăn trộm. Thì nusumu đó là động từ, vì chúng ta có danh từ của nó chính là nusumi. Nusumi. Và cái từ tội đó là từ tsumi các bạn ha. Tsumi có nghĩa là tội. Và cái tội lấy trộm đó là nusumi no tsumi. Và phạm một cái tội gì đó chúng ta có từ okasu. Okasu. Vậy phạm tội ăn trộm, phạm tội ăn cắp đó là nusumi no tsumi o okashiteru. Hai, tsugi. Nusumi kiki suru tsumori wa nakatta no desu ga kikoete shimaimashita. Nusumi kiki suru tsumori wa nakatta no desu ga kikoete shimaimashita. Vậy thì chúng ta có từ trộm là nusumu, đúng không ha? Và nghe đó là kiku. Bây giờ chúng ta ráp được vô hai cái từ này giống như một động từ ghép vậy á. Nusumu đi với kiku chúng ta ráp lại. Nusumi kiki. Biến nó trở thành một danh từ. Nusumi kiki là cái việc nghe trộm, nghe lõm các bạn ha. Nusumi là trộm và nghe, nghe trộm, nghe lõm. Vậy thì đi kết hợp nó biến nó trở thành động từ, chúng ta có thể nói là nusumi kiki đi với suru, động từ nhóm 3 luôn các bạn ha, danh động từ. Vậy nusumi kiki suru tsumori wa nakatta no desu ga. Tsumori có nghĩa là dự định, đúng không ha? Vậy thì vì tôi đã, có nghĩa là tôi không có dự định, không có ý định là sẽ nghe trộm đâu. Nhưng mà kikoete shimaimashita có nghĩa là như lại nghe mất tiêu rồi. Ha. Cho nên chúng ta có cái câu này nusumi kiki, nghe trộm các bạn ha. Rồi. Vậy karera no kaiwa o nusumi kiki. Karera no kaiwa o nusumi kiki có nghĩa là cái việc mà nghe lõm cái cuộc nói chuyện của họ. Karera no kaiwa no nusumi kiki. Rồi. Vậy chúng ta có từ ăn trộm đó là nusumu. Nusumu. Hãy tsugi. Kakusu. Kakusu. Vậy thì kakusu đây là chữ ẩn các bạn ha. Ẩn có nghĩa là ẩn đi, giấu đi các bạn ha. Cho nên chúng ta có cái nghĩa của nó chính là che, che giấu hoặc là bao bọc. Và kakusu này chính là tha động từ, đó là o kakusu. Và chúng ta có từ tự động từ có nghĩa là tự lẩn đi, tự trốn trốn đi, đó là ga kakureru. Ga kakureru. Vâng ha. Rồi chúng ta bắt đầu vô tìm hiểu. Ví dụ kao kakusu. Kao kakusu có nghĩa là mình che cái mặt của mình đi. Kakusu che đi các bạn ha. Cho nên các bạn nhìn vô cái hình đầu tiên, chúng ta thấy là cô bé này đang kao kakusu. Kao kakusu. Hatomaku de katame o kakushitari me kara shita o kakusu joshi. もちろんね、ハートマークで片目を隠したり、目から下を隠す女子。Là các bạn nhìn qua hình số 2 các bạn ha. Một bên mắt, mắt là mê các bạn. Một bên người ta sẽ gọi là katame. Katame có nghĩa là một bên mắt các bạn ha. Vậy che một bên mắt đi, người ta sẽ dùng là katame o kakusu. Katame o kakusu. Đây, hato maku các bạn thấy che bằng bên mắt bằng cái gì, cái dấu hiệu gì các bạn? Cái hatomaku đó là chữ hot, cái trái tim đó các bạn ha. Thì bằng cái dấu hiệu trái tim.
Hato maku de katame o kakusu. Hoặc là cái hình ở trong cái hình này các bạn thấy cái người xương hai cũng là hato maku de đúng gần ha. Nhưng mà là sẽ là không có phải là katame nữa mà là shita đúng không? Me kara shita o kakusu. Me kara shita o kakusu. Vậy thì hai cái đứa trẻ này chúng ta sẽ dùng hai cái bạn này đó là joshi, hai bé gái này, hai bạn gái này. Vậy thì chúng ta có câu là Hatomaku de katame o kakushitari me kara shita o kakusu joshi. Những cái đứa bé mà che, có nghĩa là giấu cái phần bên dưới cái mắt á, hoặc là giấu một bên mắt bằng cái dấu hiệu, bằng cái dấu hiệu trái tim. Tiếp theo. Để shiwa o kakusu. Kesho de shiwa o kakusu. Đây, shiwa là những cái nếp nhăn các bạn ha. Nếp nhăn khi mặt chúng ta mà chúng ta có tuổi một chút thì chúng ta sẽ thấy hay bị có nếp nhăn. Hoặc là tay chúng ta nhúng vào nước hay là gì đó nó sẽ bị nhăn cái gì đó, thì cái vấn đề nếp nhăn đó chúng ta sẽ dùng đó là từ shiwa. Đây. Vậy kesho de shiwa o kakusu có nghĩa là che bớt cái, nghĩa là che cái nếp nhăn đi bằng cái gì các bạn? Nhờ cái lớp trang điểm đó. Kesho de shiwa o kakusu. 次、雲、雲が太陽を隠した。雲が太陽を隠した。có nghĩa là 雲 có nghĩa là mây các bạn ha, và 太陽 có nghĩa là mặt trời. Mây thì che mặt trời đi rồi. 雲が太陽を隠した。次、気持ちを隠せない。気持ちを隠せない。thì 隠す có nghĩa là che đi, và kakusenai, kakuseru có nghĩa là có thể, các bạn ha, vậy kakusenai có nghĩa là không thể. Và cái cảm xúc của mình thì chúng ta đó là từ có cái kimochi. Kimochi o kakusenai, không thể che giấu được cảm xúc. Thì thường kakusenai á, đây là cái động từ chỉ ở thể kanoke, là động từ chỉ thể khả năng đi. Thường khả năng đi với danh từ gì đó chúng ta ố, chúng ta sẽ đổi thành là gá. Và trong trường hợp này kimochi các bạn có thể dùng là gá kakes kakusenai không? Hoặc là chúng ta có thể văn nói người Nhật người ta hay dùng là ố rất là nhiều, cho nên chúng ta có thể đó là kimochi o kakusenai, không thể che giấu được cái cảm xúc của mình. Hay tsugi kanojo wa warai wa kanashimi o kakusu uso datta. Kanojo wa warai wa kanashimi o kakusu uso datta. Đây, uso, uso có nghĩa là nói dối các bạn ha. Và nói dối cái điều gì đó có nghĩa là vậy thì kanojo cô ấy wa warai. Warai có nghĩa là nụ cười các bạn ha. Và nếu cái chữ này là chữ tiếu có nghĩa là cười, nụ cười, thì warai là nụ cười, nếu bỏ chữ y đi nó có thể đọc là emi, cũng có nghĩa là nụ cười nữa các bạn ha. Vậy kanojo wa warai wa kanashimi o kakusu uso datta. Có nghĩa là nụ cười của cô ấy, có nghĩa là cô ấy, cái nụ cười của cô ấy là một cái lời nói dối nhằm che đậy cái nỗi buồn của cô ta. Minasan có bao giờ cười mà che đậy đi cái nỗi buồn của mình mà cười không các bạn ha? Chắc là ai cũng có đúng không ha. Vậy thì chúng ta có từ bao bọc che giấu đó là kakusu. Kakusu. Đấy, tsugi. Hai. Tsuranuku. Tsuranuku. Tsuranuku có nghĩa đây là chữ quán, có nghĩa là xuyên thủng, đâm thủng. Xuyên thủng vào một cái gì đó thì đó là tsuranuku các bạn ha. Và mang cái nghĩa thứ hai nữa là giữ nguyên một cái tư tưởng gì đó. Ví dụ một người nào đó có cái tư tưởng là độc thân nè, hoặc là có tư tưởng là tư tưởng của mình luôn luôn là mặc theo một cái style gì đó, thì người ta gọi là giữ nguyên cái tư tưởng đó. Thì để giữ nguyên tư tưởng đó người ta sẽ dùng cái động từ đó là tsuranuku. Vậy thì chúng ta xem cái hình đây. Hato, các bạn thấy chữ hato các bạn ha. Hato có nghĩa là trái tim, và hato thì các bạn là hato tsuranuku, có nghĩa là xuyên thủng trái tim, đâm thủng trái tim. Và cái mũi tên đó là yajirushi. Đúng rồi, yajirushi. Vậy hato tsuranuku yajirushi có nghĩa là mũi tên mà đâm thủng, xuyên thủng cái trái tim mình. Đây, tsugi. Kanashimi ga kare no mune ni tsuranuita. Kanashimi ga kare no mune ni
Suranuita có nghĩa là cái nỗi buồn thì đã là cái đâm thẳng vào ngực của anh ta, vào tim của anh ta. Mune có nghĩa là ngực, nhưng mà có mẹ nghĩa thứ hai là cái shinjo, cái trái tim nữa các bạn ha, và tim tâm tình của mình. Sugi Doshin no tsuranuku. Doshin no tsuranuku thì giữ nguyên tư tưởng độc thân, có nghĩa là sẽ sống độc thân, không kết hôn, là tsuranuku, giữ nguyên tư tưởng. Kanojo wa ima shibun no style wo tsuranuite ru. Kanojo wa ima shibun no style wo tsuranuite ru, có nghĩa là cô ta bây giờ là vẫn luôn giữ cái phong cách của chính bản thân mình, có nghĩa là phong cách của riêng mình. Kanojo wa ima shibun no style wo tsuranuite ru. Vậy chúng ta có từ xuyên thủng và mang cái nghĩa giữ nguyên tư tưởng, đó là chữ quán, đó là tsuranuku. Tsuranuku. Sugi uragiru. Uragiru. Uragiru đây là chữ lý và chữ thuyết, chữ thiết các bạn ha. Đó là mang nghĩa là phản bội hoặc là phụ bạc, phụ bạc ai đó hoặc là phản bội một ai đó, thì chúng ta sẽ có từ đó là uragiru. Uragiru. Vậy thì chúng ta sẽ xem hình theo là, nếu mà bác các bạn có bao giờ có một cái người bạn mà từng phản bội các bạn chưa ha? Rồi, vậy thì chúng ta có từ uragiru là phản bội, vậy là bị phản bội thì chúng ta có từ uragirareru. Rồi, chúng ta xem câu ví dụ các bạn ha. Shinrai shiteru tomodachi ni uragirareru. Shinrai shiteru tomodachi ni uragirareru. Shinrai có nghĩa là tin tưởng các bạn ha. Vậy shinrai shiteru tomodachi có nghĩa là cái người bạn mà mình đang rất là tin tưởng. Vậy thì ni trong trường hợp này đó là một cái trợ từ, bị ai đó, bị cái người bạn này. Vậy uragirareru có nghĩa là bị người bạn này phản bội. Vậy thì mang cái nghĩa câu này đó là bị cái người bạn mà mình tin tưởng phản bội. Shinrai shiteru tomodachi ni uragirareru. Sugi tomodachi. Tomodachi no shinrai o keshite uragiru na. Tomodachi no shinrai o keshite uragiru na. Rồi, thứ nhất chúng ta có uragiru có nghĩa là phản bội. Vậy na trong trường hợp này chúng ta đã học ở N4 rồi, đó là thể kinshike, cấm chỉ các bạn ha. Và keshite nhấn mạnh về cái sự quyết tâm, tỏ rõ quyết tâm. Vậy là không được bao giờ, quyết tâm là không được bao giờ phản bội. Vậy phản bội thế cái gì? Tomodachi no shinrai. Shinrai là sự tin tưởng. Vậy tomodachi no shinrai là sự tin tưởng của bạn bè. Vậy thì tôi sẽ tuyệt đối là không bao giờ phản bội lại cái sự tin tưởng của bạn bè. Vậy chúng ta có từ uragiru. Uragiru có nghĩa là phản bội, phụ bạc. Hai, minasan, kobito ni uragirareta koto ga arimasu ka? Tomodachi ni uragirareta koto ga arimasu ka? Hai. Rồi, tsugi. Hikizuru. Hikizuru. Hikizuru có nghĩa là, đây là chữ kệ, chữ dẫn các bạn ha, có nghĩa là kéo mà lê lết. Lê lết rồi chúng ta kéo theo kiểu lê lết như vậy thì chúng ta gọi là hikizuru, có nghĩa là kéo lê các bạn ha. À, nhớ chúng ta ở sơ cấp chúng ta học là hiku có nghĩa là kéo, vậy kéo lê đó là hiki, hikizuru. Đấy. Vậy thì chúng ta có phần ví dụ. Câu đầu tiên, motokare o hikizuru hito. Motokare o hikizuru hito. Đấy. Motokare có nghĩa là những người yêu cũ. Moto là cái lúc ban đầu, kare anh ấy người yêu. Vậy motokare o hikizuru hito, cái người mà kéo lê những cái người bạn trai cũ của mình. Các bạn nhìn thấy trong hình, các bạn ha, đây là một phụ nữ mà kéo ba người đàn ông. Các bạn ha. Rồi, và ngoài chữ motokare này chúng ta có thể nói là mukashi no koibito, mukashi no kare vẫn ok, nhưng mà người ta hay nói nhiều hơn đó là motokare. Rồi, tsugi. Hey, jimen no ue o hikizuru. Jimen no ue o hikizuru. Jimen có nghĩa là mặt đất các bạn ha, và trên mặt đất là jimen no ue. Kéo lê trên đất, jimen no ue o hikizuru. Rồi, tsugi. Kako o hikizuru.
kakko hikizuru có nghĩa là kakko có nghĩa là quá khứ các bạn ha, và lưu luyến kéo kéo lê quá khứ lại có nghĩa là lưu luyến cái quá khứ đó không buông bỏ được. Kakko hikizuru. Tiếp hikizurareru. Hikizurareru thì hikizuru có nghĩa là kéo lê, vậy bị kéo lê chính là hikizurareru. Rồi, tiếp. Gokaisuru. Gokaisuru. Rồi, gokaisuru đây là chữ hậu và chữ hối, có nghĩa là mang tính chất hối hận và ăn năn các bạn ha. Vậy thì chúng ta có câu đầu tiên, ví dụ đầu tiên. Gokashitemo mudada. Gokashitemo mudada. Vậy shitemo có nghĩa là cho dù các bạn ha. Vậy gokashitemo mudada có nghĩa là cho dù có hối hận thì cũng không được nữa rồi, không còn gì nữa rồi. Hối hận thì cũng đã muộn rồi. Hãy gokashitemo mudada. Kare ga kono koto. Kare ga kono koto o koukai suru toki ga kuru daro. Kare ga kono koto o koukai suru toki ga kuru daro. Daro có nghĩa là có lẽ, desho thì ngắn của desho các bạn ha. Và anh ta thì sẽ có lẽ là sẽ có tới lúc mà cũng có tới cái lúc mà anh ta sẽ hối hận về cái chuyện này. Hối hận về cái vấn đề này, về cái chuyện này. Kare ga kono koto o koukai suru toki ga kuru daro. Tiếp. Kare wa kanojo ni itta kotoba o koukai shita. Kare wa kanojo ni yutta kotoba o koukai shita. Có nghĩa là anh ta là đã hối hận. Hối hận những cái lời nói mà đã nói với cô ấy. Kare wa kanojo ni itta kotoba o koukai shita. Minasan wa itta kotoba o shibun no itta kotoba o koukai shita koto arimasu ka? Để mà không hối hận các bạn ha, kokai shinai yo ni thì các bạn ha, yu toki nanika hanashite iru, hanasu toki nanika itai itai toki wa chutto chui shite kudasai ne. À, tsugi. Hōchi suru. Hōchi suru. Hōchi suru đây là chữ phóng và chữ trị, có nghĩa là mang tính chất là bỏ lơ đó. Trị có nghĩa là cái chỗ mà phóng có nghĩa là quẳng đi, có nghĩa là không có còn quan tâm tới cái đó nữa. Thì cái từ hōchisuru này có nghĩa là bỏ lơ, ngó lơ, không quan tâm tới. Đó là hōchisuru. Vậy thì chúng ta xem coi là minasan like or tsukatte imasu ka? Thì người Nhật thì người ta hay dùng cái về cái phim liên lạc phổ biến, rất là phổ biến, đó là về cái like các bạn ha. Rồi, vậy thì chúng ta vô câu số 1 đầu tiên ha. Like để henshin sezu ni hōchi suru no wa donna toki? Like để henshin sezu ni hōchi suru no wa donna toki? Có nghĩa là cái việc lơ là không trả lời mail, không trả lời qua like á, là những cái lúc như thế nào? Vâng ha. Minasan wa konna koto yatta koto arimasu ka? Hōchi shita koto ga arimasu ka? Donna toki desu ka? Vậy thì có lẽ các bạn nhìn vô hình này các bạn ha. Thì thường chúng ta có những cái lý do mà chúng ta không có henshin. Có nghĩa là henshin shinai de hōchi suru ha, là bỏ lơ đó mà không thèm nhắn tin. Đó là những cái lúc như thế nào. Ví dụ như trong hình này, người này các bạn thấy là mo watashi no koto kirai na, kirai no na. Thì nếu mà trường hợp mà các bạn bị là hōchi sareta ra thì các bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều thứ, iroiro kangaeru để rồi nè. Cho nên ví dụ như là anh ta không, chắc là anh ta ghét tôi nè, anh ta không còn quan tâm gì tới tôi nữa các bạn ha. Vậy thì bản thân mình những cái lúc như thế nào các bạn hōchi suru suru cái điều đó, thì những cái lúc mà các bạn không bận tâm, không còn quan tâm tới đối phương đó nữa, hoặc là không muốn trả lời gì đó, thì những lúc mà chúng ta ghét, đúng các bạn ha. Hoặc là những cái lúc có những lúc mà chúng ta gọi là shigoto wa isogashi, iroiro ryu wa aru desu ne. Rồi, qua cái tiếp theo câu số 2. Nakuko o hōchi suru oto. Nakuko o hōchi suru oto. Cái người cha mà bỏ lơ cái đứa trẻ khóc
đứa con nó khóc các bạn ha. Đây, nakugo o hochi suru oto. Tiếp theo, shigoto o hochi suru. Shigoto o hochi suru có nghĩa là bỏ lơ, không màng tới công việc nữa. Các bạn đi làm công ty mà các bạn mệt mỏi, các bạn không còn để bận tâm gì tới công việc nữa thì chúng ta bỏ lơ nó luôn, không thèm làm nó nữa thì chúng ta sẽ gọi nó là shigoto hochi suru. Chúng ta có từ tiếp theo, câu tiếp theo. Hochi jitensha. Hochi jitensha. Thì ở Nhật á, các bạn thấy ra ngoài đường á, các bạn thấy xe đạp người ta để rất là nhiều. Có khi để mấy ngày người ta không có quan tâm nó, để đi đâu đó rồi để đó thì thường cũng không có mất đâu. Thì những cái xe đạp mà chúng ta nhìn thấy cứ bỏ lơ vậy mà không có người tới nhận, hay là không thấy chủ đâu để lâu rồi, thì những cái xe đạp đó người ta gọi là xe đạp vô chủ. Thì tiếng Nhật người ta sẽ gọi là Hochi Jitensha. Hochi Jitensha. Rồi, tiếp theo. Hochi Sarete Shinu. Hochi Sarete Shinu có nghĩa là bị bỏ rơi các bạn ha. Bị bỏ rơi thì sẽ có nhiều trường hợp là bị bỏ rơi đói rồi chết, hay là bị bỏ rơi rồi không ai chăm sóc, hay bị bệnh rồi chết. Đó là nhiều cái trường hợp như vậy các bạn ha. Cho nên bị bỏ rơi đó là Hochi Sarete, và chết đó là Shinu, bỏ rơi cho tới chết. Rồi. Byoni no Hochi suru. Byoni no Hochi suru có nghĩa là lơ là bệnh nhân, bỏ lơ bệnh nhân, không còn quan tâm tới bệnh nhân nữa. Thì sẽ có trong những cái bệnh viện, có những người mà y tá hay là gì đó chăm sóc bệnh nhân nhưng mà lại không có dành, có nghĩa là hay lơ là bệnh nhân đó, chúng ta cũng có thể dùng cái hành động lơ là đó, chính là Hochi suru. Hochi suru. Đại sĩ. Kofuku suru. Kofuku suru. Đấy, cô phu cư sư lư có nghĩa là chữ hàng, và chữ phục có nghĩa là đầu hàng các bạn ha. Đầu hàng. Đấy, vậy thì thường cái người nào mà hata o hoji sư lư có nghĩa là người này đã cầm cờ trắng rồi. Hata, hata là cái cờ nha các bạn ha. Và hoji sư lư có nghĩa là cầm cái lá cờ, lá cờ màu trắng. Shiroi hata, shiroi hata. Đấy, cô phu cư no shiroi hata o hoji sư lư có nghĩa là cầm cái lá cờ trắng đầu hàng. Và chúng ta qua câu tiếp theo. Kofuku joken. Kofuku joken có nghĩa là điều kiện đầu hàng. Joken có nghĩa là điều kiện, mà ở hồ sơ cấp chúng ta học là joken ke, là thể điều kiện đúng không ha. Đây, cái điều kiện đầu hàng chính là kofuku joken. Đây, tiếp theo. Kare wa kofuku no taido o totta. Kare wa kofuku no taido o totta. Anh ta đã tỏ cái thái độ, có cái thái độ đó là đầu hàng ha. Thái độ, tài độ, và có thái độ gì đó, ô tô rực, tài độ ô tô rực. Kare wa kofuku no tài độ ô tô ta. Và chúng ta có từ đầu hàng chính là kofuku suru. Kofuku suru. Hey, tsugi. Gashi suru. Gashi suru. Rồi. Gashi suru đây là chữ ngạ và chữ tử các bạn ha. Ngạ tử có nghĩa là chết đói các bạn ha. Đây chúng ta xem coi là cái hình ảnh này, các bạn thấy là đây là những cái hình ảnh rất là nhiều xảy ra hàng ngày ở châu Phi, Africa đấy các bạn ha. Thì sẽ có gashi suru oku no hito ga gashi suru. Gashi suru hito ga oi desu. Đây vậy chúng ta qua câu ví dụ đầu tiên. Vậy mai ni chi 3 vạn nin no kodomo ga gashi. Mai ni chi 3 vạn nin no kodomo ga gashi. Thì mỗi ngày là có tới 30.000 trẻ em chết đói. Cho nên chúng ta cố gắng những đồ ăn, chúng ta cố gắng đừng để thừa. Rất là lãng phí đồ ăn, trong khi đó có rất là nhiều người chết đói trên thế giới này. Đấy, tsugi. Sono sensō chū ni ōku no hito ga gashi shita. Sono senso chū ni oku no hito ga gashi shita. Senso có nghĩa là chiến tranh các bạn ha. Và senso chū trong chiến tranh. Thì ở trong cái cuộc chiến tranh đó thì có rất là nhiều người đã bị chết đói. Và chúng ta cũng quay lại cái lịch sử Việt Nam chúng ta các bạn ha, thời những năm 44-45 á, thì có rất là cái nạn đói nó xảy ra. Cho nên oku no hito ga gashi shita.
và chúng ta có từ chết đó chính là gashisuru. Gashisuru. Dekishisuru. Dekishisuru. Đây là chữ nịch hoặc người ta gọi là chữ điệu đi với chữ tử, có nghĩa là chết đuối. Ngoài chết đói ra chúng ta còn có chết đuối các bạn ha. Vậy vô câu số 1 đầu tiên. Oyoge nakute oborete shinu koto. Oyoge nakute oborete shinu koto. Oyoge nakute oyogu có nghĩa là bơi, và oyoge nai có nghĩa là không thể bơi. Và chúng ta đổi là vì, thì oyoge nakute vì không thể bơi được, cho nên oborete shinu koto, cho nên bị chìm xuống và chết. Shinu koto. Hay oyoge nakute oborete shinu koto, vì không thể bơi được cho nên chìm xuống và chết. Lại tsugi. Kare no tomodachi wa kawa de rekishi shita. Kare no tomodachi wa kawa de rekishi shita. Có nghĩa là bạn của anh ta thì đã chết đuối ở ở sông. Lại tsugi. Kawa de oyoide iru uchi ni rekishi shimashita. Kawa de oyoide iru uchi ni rekishi shimashita. Có nghĩa là trong cái lúc mà bơi ở con sông á, thì đã bị chết đuối. Uchi ni có nghĩa là trong lúc cái trạng thái nào đó xảy ra thì nó sẽ có sự việc gì đã xảy ra. Uchi ni. Vậy chúng ta có từ chết đuối chính là chữ rekishi suru. Rekishi suru. Gosoku suru. Gosoku suru. Gosoku đây là chữ câu và chữ thúc, có nghĩa là mang nghĩa là sự ràng buộc, sự gò bó. Ràng buộc, gò bó có thể là ràng buộc bởi một cái gì đó, hoặc là bị ràng buộc thời gian, hay là bị bao bị nhốt, bị ràng buộc trong cái gì đó, thì chúng ta sẽ dùng là gosoku suru. Đấy, vậy chúng ta qua câu đầu tiên. Shintai gosoku. Shintai gosoku. Vậy shintai có nghĩa là thân thể các bạn ha, thân thể. Vậy shintai gosoku có nghĩa là sự bó buộc, sự ràng buộc, cơ thể bị ràng buộc, bị bó buộc lại. Đấy, câu số 2. Tanin no jiyu wo gosoku suru. Tanin no jiyu wo gosoku suru. Vậy tanin có nghĩa là một người khác các bạn ha. Thì chúng ta có từ tanin này, chúng ta còn có một từ đó là hokano hito các bạn ha. Thì thường cái cũng là chữ tha và chữ nhân, nhưng mà nó chỉ khác là một cái là âm kinh, một cái là âm ô, nhưng mà đặc biệt cái nghĩa nó hơi khác một chút. Cái hokano hito là một người khác, nhưng mà là có thể là người đó là những người mà mình đang nói tới, là một người mình biết. Ví dụ đang nói chuyện đây thì những người khác, hoặc là những cái người khác mà chúng ta đang đề cập là chúng ta biết cái người đó là ai, thì chúng ta mới dùng hokano hito. Còn giả sử chúng ta một người khác mà chúng ta hoàn toàn không biết, để cho người khác làm hay là gì đó mà một người nào đó mà chúng ta không biết, thì người ta sẽ dùng là tanin. Cho nên chú ý các bạn ha. Rồi. Tiếp theo câu số 3. Kono kaisha no ichinichi no kosoku jikan wa 8 jikan de aru. Kono kaisha no ichi no kosoku jikan wa 8 jikan de aru. Cái giờ mà bắt làm việc bắt buộc có nghĩa là bị ràng buộc về thời gian một ngày của công ty này đó là 8 tiếng. Đế aru là trang trọng hơn của des các bạn ha. Nên cho nên minasan á, kaisha ni kaisha de hataraitara yoku wa kosoku jikan wa 8 jikan desho. Này, thì một ngày làm việc của các bạn thường là các bạn sẽ bị ràng buộc là làm 8 tiếng trong một công ty các bạn ha. Rồi, vậy thì chúng ta có từ ràng buộc gò bó chính là kosoku suru. Kosoku suru. Hai, tsugi. Kurushi. Kurushi. Kurushi đây là chữ khổ, mang nghĩa là cực khổ, cay đắng, một cái gì đó rất khổ các bạn ha. Đó. Vậy thì chúng ta có câu đầu tiên. Hai. Ishi ga, sorry, iki. Iki là cái hơi thở nha các bạn. Iki ga kurushi. Iki ga kurushi có nghĩa là cái hơi thở của mình rất là khổ, rất là cực, có nghĩa là người ta khó thở các bạn ha. Vậy iki ga kurushi danse, các bạn nhìn qua hình bên đây các bạn sẽ thấy là cái người đàn ông mà đang bị khó thở, đang thở gấp.
Và chúng ta có nhìn qua hình bên đây thì chúng ta thấy ôm chỗ này các bạn ha là mune. Mune có nghĩa là trái tim, hoặc người ta còn gọi là shinzo. Shinzo ga kurushi có nghĩa là đau ngực, đau tức ngực, hoặc là mune ga kurushi. Tiếp theo, sekatsu ga kurushi. Sekatsu ga kurushi có nghĩa là cái cuộc sống mà cực khổ, cay đắng, cuộc sống này rất là chật vật đối với một người nào đó, cho nên sẽ có cái cuộc sống chật vật đó là sekatsu ga kurushi. Này, vậy thì nói về sống một cái cuộc sống chật vật, sống một cái cuộc sống khó khăn, biến nó trở thành nhân từ kurushi sekatsu o suru. Kurushi sekatsu o suru. Tiếp theo, その時が私の最も苦しい時代だった。その時が私の最も苦しい時代だった。時代có nghĩa là một thời kỳ, một khoảng thời gian, một thời kỳ nào đó. Và 苦しい時代có nghĩa là một thời kỳ rất là cùng cực, rất là cực khổ. Và chúng ta có từ 最も có nghĩa là rất, đồng nghĩa với とても. Thì đối với 最も và とても thì hai cái này đều mang nghĩa là nhất. Đấy là rất hết các bạn ha. Nhưng mà tụt tế mô được dùng cho văn nói nhiều hơn, còn một tô mô thì lại được dùng cho văn viết nhiều hơn. Cho nên các bạn sẽ nghe mọi người nói chuyện thì thường hay dùng chữ tụt tế mô nhiều hơn các bạn ha. Vậy その時が私の最も苦しい時代だった có nghĩa là đó là cái khoảng thời gian mà cực khổ nhất trong cuộc đời của tôi. Vậy chúng ta có từ cực khổ cay đắng chính là 苦しい. 苦しい Phu cô. Phu cô. Phu cô đây là tính từ na các bạn ha. Chúng ta có chữ bất và chữ hạnh có nghĩa là bất hạnh, không may mắn. Rồi. Vậy thì chúng ta xem qua cái hình đầu tiên. Đã thấy cái icon này các bạn ha, rất là vui. Thì cái hình ảnh này thì mang tính chất là shiawase nhỉ. Vậy trái nghĩa với shiawase thì chúng ta sẽ có cái từ đó là phu cô. Phu cô. Cho nên ano kao te don na imi, một cái là shiawase no imi, một cái là fuko no imi các bạn ha. Đấy, tiếp. Fuko na koto ga kasanatta. Fuko na koto ga kasanatta. Đấy, kasanaru, kasanaru đây là chữ trụng trọng các bạn ha, có nghĩa là càng chồng chất lên cho nó ổ môi, có nghĩa là nặng hơn. Chồng cái này, chồng cái này, chồng cái này lên nữa thì người ta gọi là trọng chất, đó là kasanaru. Vậy fuko na koto có nghĩa là một cái sự việc bất hạnh, một cái chuỗi bất hạnh, nó cứ trọng chất lên như vậy thì là fuko na koto ga kasanaru, kasanatta có nghĩa đã xảy ra một cái chuỗi bất hạnh. Đấy, tsugi. Oku no fuko na kekkon ga aru. Oku no fuko na kekkon ga aru. Đấy. Oku no fuko na kekkon có nghĩa là có rất biết bao nhiêu cuộc hôn nhân mà không hạnh phúc, rất là nhiều các bạn ha. Lại tsugi, fuko na ie. Fuko na ie, một cái căn nhà rất là bất hạnh, một cái gia đình rất là bất hạnh các bạn ha. Hãy fuko na ie. Jibun no fuko ni kanashimi no namida o koboshita. Kobosu. Thì cái từ kobosu có nghĩa là làm cho tràn ra, hoặc là làm cho đổ nước ra, hay là tràn, làm cái gì đó tràn ra, chính là kobosu, ố kobosu. Và làm cho nước mắt nó tuôn ra, làm tràn nước mắt ra, đó là namida o koboshita. Vậy thì jibun no fuko ni kanashimi no namida. Vậy kanashimi no namida có nghĩa là cái nước mắt xót xa, nước mắt đau khổ, hoặc là làm tràn ra, có nghĩa là trào những cái giọt nước mắt đau khổ, bất hạnh của chính bản thân mình. Cho nên chúng ta có từ bất hạnh, không may mắn, đó là fuko. Fuko. Tiếp. Hitsuji. Hitsuji. Hitsuji đây là chữ dương, có mẹ nghĩa là con cừu các bạn ha. Vậy thì chúng ta có câu ví dụ đầu tiên. Hitsuji no mure. Hitsuji no mure. Mure có nghĩa là một cái đàn, ví dụ như đàn bò nè. Ushi no mure nè. Đàn kiến nè, Ari no mure, rồi đàn sư tử, Rayon no mure. Thì đàn cá, Sakana no mure. Thì cái này tính chất theo bầy, theo đàn, người ta sẽ dùng cái chữ mure này. Vậy thì chúng ta có từ đàn cừu chính là Hitsuji no mure. Đấy, chúng ta coi câu tiếp theo. Hitsuji ga kusa o tabeteru.
Hitsuji ga kusao tabeteru, có nghĩa là cừu thì đang ăn ăn cỏ. Chúng ta có chữ thảo kusa. Niku o toru tame ni kohitsuji o katteru. Niku o toru tame ni kohitsuji o katteru. Kau có nghĩa là mua các bạn, và trong trường hợp này đây là chúng ta đang nghĩ là nuôi kau. Vậy niku o toru tame ni, tame nó nhấn mạnh về mục đích các bạn ha, để mà lấy thịt. Vậy thì nuôi cái gì các bạn? Nuôi cừu con để lấy thịt. Niku o toru tame ni hitsuji kohitsuji o katteru. Vậy chúng ta có từ con cừu chính là hitsuji. Hitsuji. Hay shimi. Shimi. Shimi đây là chữ nhiễm, có nghĩa là một cái vết nám hoặc là một cái vết bẩn nào đó bị nhiễm ra, thì chúng ta sẽ dùng đó là shimi. Vậy chúng ta qua câu ví dụ đầu tiên. Shimi no tsuita ifuku. Shimi no tsuita ifuku. Ifuku là y phục, quần áo các bạn ha, trang y phục. Và tsuita chính là tsuku, dính. Vậy shimi no tsuita ifuku có nghĩa là cái y phục mà dính bẩn. Thì đối với từ shimi khi mà đi với tsuku thì người ta đi bình thường là shimi ga tsuku. Ga tsuku. Nhưng mà trong trường hợp này, vì shimi này có thể bổ nghĩa cho nguyên một cái cục, đó là tsuita ifuku, cho nên nó biến gá đó, nó có quyền đổi thành là shimi no tsuita ifuku, có nghĩa là y phục bị dính bẩn. Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo. Hoho ni chisana shimi ga dekita. Hoho ni chisana shimi ga dekita. Đó, các bạn thấy chữ hoho có nghĩa là cái má các bạn ha. Và cái vết nám đó là shimi, và cái nếp nhăn nhỏ người ta sẽ là chisana shimi. Và nếu mà ở trên mặt của mình hình thành một cái nếp vết nám nhỏ, có nghĩa là bị nám rồi, thì người ta dùng cái từ hình thành đó là dekiru các bạn ha. Vậy hoho ni chisana shimi ga dekita có nghĩa là trên má có một cái vết nám rất là nhỏ. Đấy, tsugi. Kono shimi wa doushite mo ochinai. Kono shimi wa doushite mo ochinai. Ochinai có nghĩa là rơi ra, rớt ra các bạn ha. Vậy ochinai, ochiru là rơi ra. Vậy ochinai có nghĩa là nó không rơi ra, nó không rớt ra được. Vậy thì cái vết bẩn này, cái vết nám này thì cho dù có làm thế nào doushite mo thì nó cũng ochinai, có nghĩa là không sạch được, không rớt ra được. Rồi, tsugi. Fuku no inku no shimi o toru. Fuku no inku no shimi o toru có nghĩa là toru là lấy các bạn ha. Vậy lấy cái vết bẩn, vậy là inku no shimi là vết gì các bạn? Vết mực trên trang phục, trên áo các bạn ha. Vậy fuku no inku no shimi o toru có nghĩa là lấy cái vết mực trên áo. Vậy chúng ta có từ vết nám, vết bẩn chính là shimi. Shimi. Rồi, tsugi. Hashi. Hashi. Này, hashi có nghĩa là xấu hổ, là chữ sĩ các bạn ha. Chúng ta thấy các bạn nhớ là hazukashi mà chúng ta đã học hồi ở sơ cấp các bạn ha. Và sự cái này biến trở thành danh từ hashi. Hashi, sự xấu hổ. Và vì biến nó danh từ cho nên nó có thể đi với động từ được. Hashi o shire. Shire này chính là chữ shiru, có nghĩa là biết các bạn ha, và ra lệnh cho hãy tự biết mình, có nghĩa là tự biết xấu hổ đi. Hey, hashi o shire. Hashi o shire. Đấy, tsugi. Shiranai koto o kiku no wa hashi de wa nai. Shiranai koto o kiku no wa hashi de wa nai. Thì cái việc mà nghe những cái khi mà cái việc mà nghe những cái điều mà mình không biết á thì không có gì mà phải xấu hổ hết ha. Có nghĩa là người ta mang tính chất là chẳng có gì xấu hổ khi hỏi những cái điều mình không biết, hoặc là nghe những điều mình không hỏi Subimasen, hỏi những cái điều mình không biết các bạn ha. Kiku mà nghĩa là hỏi. Đây, tsugi. Kare wa hashi o shiranai. Kare wa hashi o shiranai thì chúng ta hay nói, có nhiều người rất là vô duyên và chúng ta hay nói là anh đó hay là cô đó không có biết xấu hổ là gì hết. Vậy từ xấu hổ là hashi o shiranai, không biết xấu hổ. Vậy chúng ta có từ xấu hổ chính là hashi. Hashi. Đấy, tsugi. Jikyu. Jikyu. Jikyu đây là chữ thời và chữ cấp các bạn ha. Thời cấp này có nghĩa là cái tiền lương mà cấp
theo giờ. Ngon hơn có nghĩa là trả theo giờ. Thì thay vì chúng ta hưởng lương theo tháng, chúng ta có thể hưởng lương theo giờ. Đi làm arubaito thì chúng ta hay hưởng lương theo cái hình thức là đó là GQ. Vậy thì chúng ta có câu là GQ wa ikura. GQ wa ikura có nghĩa là anh được trả bao nhiêu một giờ. GQ wa ikura. Đây, tiếp theo. Tokyo to no bai GQ 850円. Tokyo to no bai GQ 850円. Có nghĩa là ở Tokyo, trường hợp là ở Tokyo thì 1 giờ chính là 850 yên. Và chúng ta có từ lương trả theo giờ đó là GQ. GQ. Đây, tiếp theo. 上司. Joshi đây là chữ thượng và chữ ti, có nghĩa là nói về cái người cấp trên các bạn ha. Joshi và Muka là cấp dưới, các bạn thuộc hạ cấp dưới vậy á. Thì chúng ta có từ ông chủ cấp trên đó là Joshi. Lại câu ví dụ. Joshi ni okorarete shimau. Joshi ni okorarete shimau có nghĩa là tôi đã bị cấp trên mắng. Okoru có nghĩa là nổi giận. Và okorareru chính là bị nổi giận, bạn ha, bị la mắng. Đấy, cứ tsugi. Joshi ni sōdan shite kara kettei suru. Josei ni sōdan shite kara kettei suru. Đấy, chúng ta có từ sōdan suru, chúng ta đã học ở sơ cấp rồi các bạn ha. Thì sōdan này á, nó mang cái nghĩa là hỏi ý kiến nha các bạn ha, chứ không mang tính chất là sự trao đổi, sự bàn luận gì hết, mà chỉ có nhấn mạnh là đi hỏi ý kiến ai đó. Thì các bạn nghe câu mà mỗi cái thuốc ở trên mấy cái bao bì thuốc người ta hay ghi là có cái vấn đề gì thì xin hãy hỏi ý kiến bác sĩ gì đó, các bạn ha, trực tiếp hỏi ở bác sĩ. Cho nên chúng ta có từ sōdan shite có nghĩa là sau khi mà tôi trao đổi với cấp trên rồi thì tôi mới sẽ quyết định. Kette suru. Joshi ni sōdan shite kara kette suru. Nào, vậy chúng ta có từ joshi. Joshi có nghĩa là cấp trên, ông chủ. Lại tiếp. Kokunai. Kokunai đây là chữ quốc và chữ nội các bạn ha, có nghĩa là mang tính trong nước. Vậy chúng ta có ngoài nước chính là kokugai. Kokugai. Đây, vậy kokunai impression. Kokunai impression có nghĩa là có lạm, sự lạm phát ở trong nước các bạn ha. Impression, sự lạm phát. Kokunai impression. Đây, kokunai demo, kokugai demo yume de aru. Kokunai demo, kokugai demo yume de aru. De aru thì cô đã nói rồi các bạn ha, đó là trang trọng lịch sự hơn của des. Cho nên cho dù là ở trong nước hay là ở ngoài nước thì nó cũng đều nổi tiếng cả. Yume de aru. Vậy tiếp. Shinnen. Shinnen. Shinnen đây là chữ tính và chữ niệm, có nghĩa là có lòng tin. Tin, tính và tin trong trường hợp này các bạn ha. Đây, chúng ta vô ví dụ. Jibun jishin no shinnen. Jibun jishin no shinnen có nghĩa là niềm tin của chính bản thân, riêng của bản thân mình. Jibun jishin no shinnen. Shinnen o tsuranuku kare no koro wa kare no shinnen to han suru. Đây nghe lại các bạn ha. Shinnen o tsuranuku kare no koro wa kare no shinnen to han suru. Đây, koro có nghĩa là hành động các bạn ha. Vậy kare no koro có nghĩa là hành động của anh ta. Vậy shinnen o tsuranuku, tsuranuku mà các bạn đã học á, hồi nãy cái từ tsuranuku mang cái nghĩa thứ nhất đó là xuyên thủng, đâm thủng các bạn ha. Và mang cái nghĩa thứ hai là giữ nguyên tư tưởng. Vậy thì shinnen o tsuranuku có nghĩa là giữ nguyên cái tư tưởng về lòng tin của mình, có nghĩa là luôn luôn giữ lòng tin các bạn ha. Vậy shinnen o tsuranuku kare no kodo có nghĩa là hành động của anh ta. Thì cái hành động mà của anh ta mà về cái vấn đề mà tin tưởng về bản thân, về về cái lòng tin á, thì phản ngược lại, có nghĩa là ngược lại hết đối với niềm tin của mình, có nghĩa là hành động của anh ta thì ngược lại với niềm tin của chính mình. Hãy shinnen no tsuranuku kare no kodo wa watashi ka kare no shinnen to han suru, phản lại, chống đối lại các bạn ha. Câu số 3. Kanojo wa itsumo jibun no
信念を守る。彼女はいつも自分の信念を守る。có nghĩa là cô ta thì luôn luôn giữ vững,守る bảo vệ, giữ vững các bạn ha, giữ vững cái niềm tin của mình, niềm tin của bản thân mình. 彼女はいつも自分の信念を守る。次、信念に従って行動するのは難しい。信念に従って行動するのは難しい。có nghĩa là cái hành động mà theo lòng tin, tuân theo lòng tin. Thì rất cái việc mà hành động mà tuân theo cái lòng tin của mình đó, thì điều đó rất là khó. Cho nên người ta hay người ta nói cách khác là rất là khó để hành động theo cái niềm tin của mình. Vậy chúng ta có từ lòng tin, niềm tin đó là 信念. 信念. Dog food. Dog food. Đây là thức ăn dành cho chó các bạn ha. Dog food. Jigoku. Jigoku. Rồi, jigoku đây là chữ địa và chữ ngục là mang nghĩa là địa ngục luôn các bạn ha. Rồi, các bạn thấy cái hình ảnh địa, nếu mà các bạn xuống địa ngục thì nó như thế nào? Đây là một cái hình ảnh nương gọi là mô tả thì các bạn tưởng tượng thôi ha. Jigoku. Jigoku. Rồi, re, ví dụ các bạn ha. Kono yo no jigoku. Kono yo no jigoku có nghĩa là cái địa ngục của trên thần gian này, địa ngục trần gian này. Hoặc là iki jigoku có nghĩa là cái địa ngục khi mà mình sống, địa ngục của trần gian. Đấy, tsugi. Gakko wa kanojo ni wa jigoku da. Gakko wa kanojo ni wa jigoku da. Trường học đối với cô ta thì đó là địa ngục các bạn ha. Kanojo ni wa so sánh ai đó, chúng ta nhấn mạnh lên ni wa. Đối với cô ta thì đó là địa ngục. Gakko wa kanojo ni wa jigoku da. Rồi, vậy thì chúng ta đã hoàn tất cái phần từ vựng của bài phần 1, bài số 1 trong video đầu tiên này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ôn lại những từ mà từ nãy giờ chúng ta học nhé. Hey, nusumu, nusumu. Kakusu, kakusu. Tsuranuku, tsuranuku. Uragiru, uragiru. Hikizuru, hikizuru. Koukai suru, koukai suru. Hōchi suru, hōchi suru. Kōfuku suru, kōfuku suru. Gashi suru, gashi suru. Dekishi suru, dekishi suru. Kōsoku suru, kōsoku suru. Hãy mochido ne. Nusumu, nusumu. Kakusu, kakusu. Tsuranuku, tsuranuku. Uragiru, uragiru. Hikizuru, hikizuru. Koukai suru, koukai suru. Hōchi suru, hōchi suru. Kōfuku suru, kōfuku suru. Gashi suru, gashi suru. Dekishi suru, dekishi suru. Kōsoku suru, kōsoku suru. Hai, tsugi. Kurushii, kurushii. Fukou, fukou. Hitsuji, hitsuji. Shimi, shimi. Haji, haji. Jikyu, jikyu. Joshi, joshi. Kokunai, kokunai. Shinnen, shinnen. Dog food, dog food. Jigoku, jigoku. Hai, mou ichido. Hai, jigoku, jigoku.
dog food, dog food. 新年 国内 上司 時給 恥 趣味 羊 不幸 苦しい 네, phần từ vựng này đến đây là hết rồi các bạn ha. Thì nếu giả sử có từ vựng nào các bạn chưa hiểu rõ hoặc chưa nắm rõ lắm thì các bạn có thể DM hoặc là comment trực tiếp dưới video, cô sẽ lỡ trả lời trong thời gian sớm nhất. Và hy vọng rằng hôm nay sau khi học xong phần từ vựng này, các bạn sẽ luyện lại thật là nhiều để chúng ta có thể nhớ được những từ vựng này. Chúng ta có sắp xếp để chúng ta có thể coi tiếp video tiếp theo là phần ngữ pháp, ứng dụng những từ vựng của phần này để ứng dụng vào ngữ pháp tiếp theo của video tiếp theo. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở phần video ngữ pháp. Và đặc biệt trong các bạn chú ý một điều là trong một tuần vào ngày lúc 8 giờ tối ngày Chủ nhật, cô sẽ online để mà trả lời tất cả mọi thắc mắc một cách trực tiếp. Nếu các bạn có thể online được vào giờ này thì các bạn hãy nhớ DM cho Sensei nhé. Và chúc các bạn có một ngày học tập thật là vui vẻ. Hai, minasan, mata.